Thì con đã cảm ơn các cụ các ông các bà nhé, mà cứ lần nào về con cũng được động viên như thế này là con vui lắm ạ. Thì tiếp theo chương trình con xin được dành tặng cho gia đình nhà mình thêm một bài hát nữa, đó là bài hát Gánh Mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Quách Bin, rất là hay ạ. Vâng, các cụ cứ động viên con là con hát đến tới mà. Chào mừng các bạn ạ. Vâng ạ, con thì này rất là có duyên với các chương trình mừng thọ, mà năm nay thì con là rất là có lợi thành vì con được mừng thọ rất nhiều hơn tuổi của một trăm đấy. Dạ vâng, và xin mời còn vị khách nào có những cái món quà không ạ? Vâng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ con cháu ông Tình của Mạnh Tân. Đứng ở dưới này thôi. Đứng đây không được. Để cụ lên trên kia này đúng không? Xin được trân trọng kính mời. Nhưng mà mọi người tặng thì đứng ở dưới này này. Đây 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 đây. Từ lấy chưa chuẩn bị à? Giới thiệu rồi, lên lên. Không ạ. Xin mời gia đình bác Đào Thị Dân, bác Đỗ Văn Soát, bà Vương. Cậu để bao nhiêu? Gửi xô 500. Ui giời, 500 là cái đấy. Nói gửi 300 thôi. Gia đình bác Trần Xuân Mạnh 300. Thế thôi, thế thôi. Rồi, thế thôi. Đấy, 300 là vừa đẹp. Cả nhà nhìn đây, cả nhà nhìn đây. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Thôn Thống Nhất có món quà để chúc thọ. Xin mời. Sau món quà đến từ Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh, tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình bà Trúc. Bà Trúc Theo ở Thôn Thống Nhất ạ. Rồi, đặt đó, ai đó cho cụ đó qua đi. Tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời gia đình bà Trúc Theo lên chúc thọ. Cái này chắc không được. Sau món quà từ gia đình bà Trúc Theo, tôi xin được trân trọng kính mời gia đình ông Phiên, chủ cơ sở sản xuất gạch, có món quà để chúc thọ. Vâng, tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời doanh nghiệp gạch Hải Anh sẽ có món quà chúc thọ, chuẩn bị.
mới được này. 300 thôi, 320 là được rồi. Còn những quý vị nào mà chưa đăng ký những món quà để chúc thọ thì chúng ta vui lòng cập nhật sau. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên phần sân khấu và cùng chứng kiến một nghi thức. Đó là nghi thức cắt bánh sinh nhật ạ. À. Con xin mời cô ạ. Có. Không, cái này hả? À, cái này không kịp à? Điện nó chưa kịp lên thì hả? Bây giờ phải nhanh nhanh tít tít ạ. Mua cái xô ly để lắm tiệp ạ. Bao nhiêu? À, thằng Mỹ nó cũng 25 triệu. Sô ly nhỏ bé hơn như này, nhẹ nhàng hơn như này. Đẹp, đẹp, xinh lắm. Và chúng tôi xin được trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị và để đảm bảo thời gian ngày hôm nay được diễn ra chương trình lễ mừng đại thọ được thành công tốt đẹp. Những vị khách nào đến sau có những món quà chúc thọ chúng ta vui lòng gặp gỡ bộ phận lễ tân để cùng đăng ký và cùng tổng hợp ạ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu và cùng chứng kiến một nghi thức, đó là nghi thức cắt bánh sinh nhật. For your birthday, one to the tree will blow out the candles. Xin mời quý vị chúng ta cùng vỗ tay nào. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Cho con cái sau và cái đến đây ạ, để cùng các bạn nhá. Happy birthday to you. Con xin được kính chúc phủ Pháp Thể Kinh An Tuệ Tăng Đường Chiếu Phật Sự Viên Thành. Chúc toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, bản sự cát tường, phúc lượng vô biên. Chúc đại lễ mừng đại thọ như trưởng đàn thuyết đạt bách tuế 100 tuổi thành công tốt đẹp. Đấy như chúng ta sẽ được chào mừng. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Thì là ở đây với cường độ âm thanh lớn là cụ rất là mệt. Chính vì vậy mà ban tổ chức là mời cụ vào trong nhà thì quý vị cũng vui lòng hoan hỉ vào trong nhà để chúc thọ cho cụ. Chúng tôi sẽ đọc tên những vị khách ngày hôm nay đăng ký với chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời anh em con cháu sư thầy thực. Trân trọng kính mời ạ. Vâng, tiếp theo thì sau món quà đến từ anh em con cháu của sư thầy thì xin mời món quà đến từ chi hội người cao tuổi của thôn Thống Nhất. Chúng ta đến với một ca khúc
rất là có ý nghĩa với bài hát mừng tuổi mẹ cho phép sẹo hoa xin được dành tặng món quà âm nhạc này để chúc thọ như trưởng đàm thuyết. Bác cái tặng quà bình thường, bác cái tặng quà bình thường. Vâng, xin mời món quà đến từ cán bộ và nhân dân thôn Thống Nhất. Sẽ có những món quà chúc thọ, trân trọng kính mời. Bạch thầy, thầy ngồi phía trong bụi thì tốt hơn. Đấy, để tặng ấy cho dễ, thầy còn ngồi phía trong. Thầy ngồi phía trong để không ngồi phía ngoài. Ở các chùa lân cận cũng như toàn thể các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng ủy hội đồng nhân dân của hai xã Liên Minh và Hương Lỗ, kính thưa toàn thể các phật tử của cụ và toàn thể nhân dân trong thôn và nhân dân các thôn đi biển, rất vinh dự cho thôn Thống Nhất cụ Đàm Thuyết là người cây đại thụ thứ hai tròn 100 tuổi. Thôn tôi thì có một cụ nữa 101 tuổi là hóa được một đại thọ. Và trong hai cái đại thụ này nhưng đặc biệt cụ Đàm Thuyết về chủ trì đi tu để thờ Phật, tác hưng thờ Phật để cầu cho nhân dân thôn Thống Nhất hơn 80 năm qua rất nhiều lời của các cụ của trong thôn. Cụ đi tu từ năm gần 6 tuổi và đến nay đã tròn 100 tuổi và sống ở thôn Thống Nhất. Qua các thời kỳ các cụ công bà của tôi là ba đời đến nay là hơn 80 năm và cụ đã tròn 100 tuổi. Rất vinh dự cho thôn và được Chủ tịch nước Tổng Bí thư có thiếp chúc mừng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Đông Lỗ đang mừng thọ cụ. Hôm nay vinh dự nhân dân thôn Thống Nhất và con cháu của cụ tổ chức lễ mừng thọ cụ 100 tuổi. Thay mặt chính quyền địa phương trong lúc rất là vui sướng như này, tôi không biết nói gì hơn, chân thành cảm ơn toàn bộ các tăng ni Phật tử, các quý vị đại biểu khách cùng các đồng chí lãnh đạo toàn thể nhân dân, các cùng ông cùng bà, lão ông bà của các trong thôn và các thôn lân cận đã về dự chung vui với chúc thọ cụ và chung vui dân làng chúng tôi. Thay mặt ban lãnh đạo địa phương không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn và xin chúc toàn thể mọi người có mặt hôm nay sang năm mới mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây thay mặt cán bộ và nhân dân trong thôn sẽ có món quà chúc cho cụ thượng thọ 100 tuổi. Anh bên cạnh. Xin mời quý vị đến với ca khúc Mừng Tuổi Mẹ. Mỗi
đi chuối chín vây, gió này mê rồi căn thời tôi quên. Quý vị đang nghe ca khúc mừng tuổi đẹp. Với giá văn nghệ thuật cô đôi trên thượng ngàn trích trong 36 giá đồng. Xin phép Thanh Đồng nghệ sĩ Diệu Hoa xin được thỉnh bóng giá văn cô đôi trên thượng ngàn về để ban tài tiếp lộc cho toàn thể quý vị. Đặc biệt là để chúc cho ly trưởng Đàm Thuyết luôn được phất tỉnh như núi Thọ Tỉnh Lam Sơn. Chúc toàn thể quý vị già được mạnh khỏe, trẻ được bình an. Chúc quý vị luôn luôn được phúc lộc đầy đa, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến. Và mọi ước muốn của quý vị trong năm nay sẽ trở thành hiện thực. Xin phép được thỉnh bóng cô đôi thượng ngàn trích trong 36 giá đồng. Chúng tôi rất mong muốn rằng là quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với những giá văn. Chúng tôi thì ngoài là nghệ sĩ, chúng tôi còn là những thanh đồng. Và chúng tôi là những người mà trực tiếp truyền tải thông điệp của quý vị đến với Phật Thánh để ước mong một cuộc sống được ấm no và hạnh phúc. Chúc quý vị trong năm nay làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai thứ gặp nhau chui vào két sắt, một phần thì mua đất, một phần thì mua ô tô, vâng, và một phần mua đất, một phần mua nhà, một phần thì mua ô tô để đi du xuân chảy hội khắp nơi, đúng không ạ? Đặc biệt là mua ô tô là một vài năm sau nữa lại mua ô tô để về đây chúc thọ ly trưởng Đàm Thuyết. Mời chào vào đây ạ. Happy birthday, happy birthday to you. Chim bay ở khắp nơi mọi nơi, cá theo nhiều nước ngoài.
ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chú Chiều ơi. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Đông Nỗ sẽ vào có món quà chúc thọ để vào chúc thọ của người lý trưởng đoàn thuyết ạ. Thì con đã cảm ơn các cụ gẫm các bà nhé, mà cứ lần nào về con cũng được động viên như thế này là con vui lắm ạ. Thì tiếp theo chương trình con xin được dành tặng cho gia đình nhà mình thêm một bài hát nữa, đó là bài hát Gánh Mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Quách Bên, rất là hay ạ. Vâng, các cụ cứ động viên con là con hát đến tối mà. Chưa thôi. Vâng ạ, con thì này rất là có duyên với các chương trình mừng thọ mà năm nay thì con là rất là có lợi thì con được mừng thọ rất nhiều hơn của thằng một trăm đấy. Nơi đâu lá rụng, tôi lại đánh sao?
trời bao la cho con em lặng mệt xa để sau ngày gánh chính là con cô cho con gánh cả trên bầu trời cao. Trong mỗi chúng ta, dù rằng công tác ở địa vị công tác nào, dù rằng ở đâu trên mọi miền tổ quốc, chúng ta cũng mong muốn được trở về quê hương bên mái ấm gia đình tình thương, với bánh chưng xanh, với những dự hành, với những câu chuyện đầu năm vô cùng thú vị. Mùa xuân cũng là mùa để chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo, tri ân đối với cha mẹ, đó là mừng lễ mừng thọ. Ngày hôm nay, cán bộ và nhân dân theo thống nhất xã Đông Mỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cùng toàn thể con cháu của Ly trưởng Đàm Thuyết tổ chức chương trình lễ mừng đại thọ cho Ly trưởng Đàm Thuyết tròn bách tuế 100 tuổi. Về dự với chương trình lễ mừng thọ ngày hôm nay, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đại đức tăng ni ở chốn tổ Lai Châu cũng về dự đông đủ của chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Giới thiệu về dự với lễ mừng thọ ngày hôm nay có sự hiện diện của các đại đức tăng ni chủ trì các chùa trong xã Đông Mỗ cũng về dự của chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũng về dự của chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí cán bộ và nhân dân thôn Ngọc Thị, phường Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũng về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Đông Mỗ cũng về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí đại diện cho cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân thôn Thống Nhất cũng về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Đông Mỗ ngày hôm nay cũng về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của tất cả các con các cháu của sư phụ Lý trưởng Đàm Thuyết cũng về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới bản thử quý vị một năm mới cùng với gia đình dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc toàn thể quý vị làm ăn luôn gặp nhiều may mắn. Xin được kính chúc Ly trưởng Đàm Thuyết luôn được bách niên giai lão trường thọ, phúc tỷ như núi, như trường thủy, thọ tỷ Lam Sơn bất lão tùng. Đề nghị chúng ta thành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng.
Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Việt, Bí thư chi bộ trưởng thôn Thống Nhất, đại diện cho địa phương lên trao bằng và đọc thư chúc thọ của chủ tịch nước, xin được trân trọng kính mời. Quay vào đây để những người họ có những cái này là bó hoa đâu nhỉ? Có. Đâu như là Điệp ơi, những cái bó hoa đâu? Mang đây để các con chúng ta vào. Đoàn mấy đứa ôm ngoài kia. Chúng ta giới thiệu từng đoàn một đi cho tôi. Vâng, rất khấn khởi cho thôn Thống Nhất được cụ Lý trưởng làm thuyết đại thọ 100 tuổi, được chủ tịch Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thư thiếp mừng thọ. Sau đây tôi xin đọc toàn bộ nội dung thiếp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiếp chúc mừng thọ 100 tuổi cụ Đàm Thuyết, sinh năm 1920, thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Chúc cụ luôn khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hà Nội, ngày 1/1/2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đa ký. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Hiệp, đại diện cho cán bộ và nhân dân của thôn Thống Nhất đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hiếu kính với cha mẹ, ông bà cha mẹ, đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là bổn phận của những người làm con làm cháu. Người xưa có câu rằng con người ta có tổ có tông, những cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới đầy cành xanh lá, nước có nguồn mới ra được biển cả sông sâu. Thưa quý vị thân mến, chúng ta được hiện diện trên cõi đời này, được sinh sống, được học tập là nhờ ai? Vâng, cha mẹ, ông bà cha mẹ luôn luôn là những người mà dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta, luôn luôn là những người âm thầm hy sinh cho chúng ta. Kính thưa quý vị, thế nên mới có câu rằng là công cha như núi, đất trời như mẹ, như nước ngời ngời biển đông. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng duy nhất chỉ có tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là không bao giờ thay đổi. Đó vừa mới thể hiện một nét đẹp văn hóa, một truyền thống quý báu của dân tộc và mang tính nhân văn sâu sắc. Thưa quý vị thân mến, và một lần nữa thì cũng xin phép được thay mặt cho ban tổ chức, con xin được kính chúc ni trưởng Đàm Thuyết luôn luôn được sống vui, sống khỏe, trường thọ như cây bách, cây tùng, và luôn luôn che chở, Phật sự được viên thành để làm sao ngày ngày ni trưởng nguyện cầu hồng ân mười phương chi Phật để gia hộ cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc và bách gia trang họ của chúng ta được ấm no và hạnh phúc. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho điều đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và về dự với lễ mừng thọ ngày hôm nay có rất nhiều những món quà, những cái lời chúc phúc của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, các đơn vị, tập thể, cá nhân ngày hôm nay trở về đây để cùng chúc thọ cho ni trưởng Đàm Thuyết tròn 100 tuổi vàng. Món quà đầu tiên tôi xin được trân trọng giới thiệu. Dạ vâng, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình, con cháu bà Năm ở Thái Nguyên có những món quà để chúc thọ. Dạ vâng, tôi xin được trân trọng kính mời đại gia đình con cháu của cụ ở Hà Nam, Lạng Sơn, Thái Nguyên có những món quà chúc thọ. Xin mời đại gia đình chúng ta cùng trở lại sân khấu để cùng trao cho cụ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Mẹ đến đây này.
cùng bên em. Một hoa đặt cùng với một nửa đứng dưới, một nửa đứng trên. Một nửa dưới nữa. Vâng, tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình và con cháu. Gia đình cháu Súng Nụ, Sáng Nụ cùng các cháu ở Hà Nam sẽ có món quà để chúc họ. Xin được trân trọng kính mời. Sau món quà đến từ gia đình cháu Sáng Nụ, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình cháu Thanh ở Sài Gòn. Chuẩn bị. Xin lỗi gia đình cháu Thích ở Sài Gòn. Xin chúc cho mẹ vui sống bình yên. Phần con bao nhiêu là điều chẳng. Xin mời món quà đến từ gia đình. Cháu Thích ở Sài Gòn, sau gia đình của cháu Thích ở Sài Gòn xin mời món quà đến từ hội Phật tử thị trấn Đồng Văn. Chuẩn bị. Món quà đến từ gia đình bác Điệp Mùi ở thôn Thống Nhất. Chuẩn bị. Sau món quà đến từ gia đình bác Điệp Mùi thì xin mời gia đình cháu Khánh ở Châu Giang, Hà Nam. Chuẩn bị. Tuy nhiên là điều kiện thời gian thì không cho phép nên là chúng tôi. Vâng. Tiếp theo xin mời gia đình bác Tiệp Mùi. Món quà đến gia đình bác Tiệp Mùi. Vâng, sau món quà đến gia đình của gia đình bác Tiệp Mùi thì xin mời gia đình cháu Khánh ở Châu Giang, Hà Nam. Bình quê hoa hoa mùi. Bây giờ cùng làm việc của ai nhờ cao trong mì đã đưa cho thầy. Vâng, tiếp theo thì xin mời gia đình con cháu Cụ Thuế. Kiếm lên đi. Từ từ đó bác ơi. Từ từ đã, làm quà đã. Bác ơi đứng ngồi em nhờ cái. Cô chú Bông. Đợi nhá, đợi chú nhá. Bác cầm 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 với em này cái, em chụp cho tiệm cái. Đây 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 đây. Rồi. Xin mời gia đình Cụ Thuế ạ. Non lá ta tươi, mong sao con trẻ. Những quý vị đến sau thì vui lòng gặp băng MC để đăng ký ạ. Tự thân lên hẳn lên hẳn đứng nào mà chị.
Cá nhân thì liên hết rồi. Chuyển cho em nhé. Cá nhân thì bây. Cá nhân để hôm sau chưa thôi. Mở chưa? Mặt kiếm nhé. Dạ vâng, xin mời món quà đến từ cán bộ và nhân dân. Ngọc Thị sẽ có món quà để chúc thọ. Xin mời các vị. Đúng rồi, đúng rồi. Mở chưa? Đúng rồi. Để 60 trang giấy đâu. Mà sâu nắng nhịp phách đôi ba câu Bắc Lam chia sẻ chịu sầu đôi nơi. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lâng ly cạn chén để chúc thọ cho nghi trưởng Đàm Thuyết đang thọ 100 tuổi vàng. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu ca Ba quan một chiếc thuyền nan, có về với hội có gánh ngoan em tập chồng. Ba quan một chiếc thuyền rồng, có về với hội có công em đi tìm. Anh còn son em cũng còn son, ước gì ta định làm con một nhà để ta về thư với mẹ cha. Với bài hát Ba quan mời rượu xin gửi tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Thank you.
Hồng Kông đến. Chú xin hẹn gặp lại.